Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bee Audio Sài Gòn. Hôm nay Bee giới thiệu quý vị một số hàng về. Và quý vị nhìn đây là Bee có, sơ sơ là Bee có 4 cặp loa và một cái bao nha quý vị. Và đầu tiên quên, ai đang xem kênh của Bee mà chưa nhấn vào nút đăng ký thì quý vị nhớ nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để quý vị khỏi bỏ lỡ những video từ Bee. Và đầu tiên Bee giới thiệu quý vị một cặp loa BMB nha quý vị, với model là CS210. Và dòng này là hiện đang bán trên thị trường nha quý vị. Loa này nói chung là chúng ta vừa nghe nhạc vừa karaoke rất là hay. Mặc dù là nó sở hữu một loa bass 16 và một cái loa trep. Cái này cái trep nó cái tép. Quý vị nhìn thấy cái trep này lạ nhờ. Trep còi đúng không? Rất là lạ. Và cái dòng này Bee biết là nó quá nổi tiếng trong giới chơi audio rồi. Nói chung là cặp loa của Bee thì còn đẹp thôi, không có bị xấu. Đây, có hai cái này chúng ta để chúng ta bắt trên tường nha quý vị. Và dòng này nó cũng là dòng có dòng trái phải. Lâu rồi Bee chưa có hát karaoke. Để hôm nào Bee sẽ hát cái cặp loa nhỏ này xem. Nếu như Bee chưa bán được. Đây, quay phía sau quý vị xem nha. Loa model này BMB CS210. Đây là con tem của nó quý vị nhìn nè. Công suất tối đa của nó là 200W nha quý vị. Vừa nghe nhạc vừa karaoke. Đây là loa lép. Nói chung quý vị nhìn nha, loa rất là đẹp, còn rất là đẹp. Và giá của nó thì cũng ok, không phải quá mắc. Đây mình bự luôn cái loa RR ở phía sau quý vị xem. Loa này hàng mới nó bán đâu phải tùy chỗ 8,5 triệu, 9,5 triệu, 10 triệu mấy cũng có nha quý vị. Loa này về bao nhiêu là hết bấy nhiêu nè, nhưng mà đợt này về không có được nhiều. Và cặp loa BMB CS210 này vừa nghe nhạc vừa karaoke, chúng ta karaoke trong một cái phòng mà độ 20 m². Còn nếu như cái phòng lớn chúng ta thêm một cái sub nữa thì ca rất là tuyệt vời nha quý vị. Nó cho Bee nói chung là bass với trep nói chung là không phải quá cao nhưng mà nó rất là hay. Tiếng trep còi này nghe rất là, nói chung là rất là sáng quý vị. Chúng ta còn cái loa bass thì chúng ta không nghĩ là nó bass 16 đâu khi chúng ta mở nhạc lên. Và đôi loa này Bee bán với mức giá là 5.200.000 nha quý vị. Ai thích cái dòng karaoke của Nhật giá vừa bình dân thì nhớ liên hệ với Bee. Và quý vị trước khi mua thì quý vị nên tìm hiểu kỹ về cái model Bee đã giới thiệu như thế này. Và một cặp loa nữa cũng loa này thì của Mỹ, loa Boss. Và quý vị nhìn, nếu như ai rành về dòng loa bow thì cũng biết đây là dòng loa bow series 5. Và đây là dòng duy nhất hiện còn đang bán trên thị trường hàng mới nha quý vị. Còn cái loa này thì nó sản xuất hàng bãi về thì sản xuất tầm độ năm 2005 đó quý vị. Đây là một series 5 hàng mới vẫn còn đang ra vì nó quá được nhiều sự ưa chuộng. Nếu như cái quý vị thấy cái dòng loa nào mà giờ nó vẫn còn đang ra thì bị thấy cái sự ưa chuộng nó rất là cao. Đây là phía sau dòng này cũng có loa R và loa L luôn. Hai này có con tên. Đây, tôi khắc cái chữ bow trên đây. Một loa bass 20 bố trí ở phía trước đúng quý vị nhé. Một loa bass 20 ở phía trước và một loa, hai loa trep thì phía trước một cái, phía sau một cái, và nó có hai lỗ thông hơi được quý vị. Này, 301 series 5 đây. Công suất của nó là từ 75W, công suất liên tục là từ 75W tới tối đa là 150W. Trở kháng của nó là 6-8 ohm nha quý vị. 6-8 ohm. Cặp loa này cũng nói chung là cũng còn rất là đẹp.
lưới nó còn đầy đủ cho quý vị, tí nữa mình sẽ đẩy lưới cho quý vị xem. Đây. Đây, loa có nét ray đàng hoàng nha. Quý vị nhìn quý vị cũng biết nó bố trí đối xứng nhau. Tức là track đối xứng nhau thì quý vị vì nhìn vào thì biết đó là loa có trái và có phải. Nên khi chúng ta mua hàng thì chúng ta để ý nha. Chứ nhiều khi người bán người ta cũng bị nhầm. Nói chung là về mà rất là nhiều, mấy chục cặp loa thì nhiều khi cũng bị gửi nhầm hai loa trái hoặc hai loa phải. Nên quý vị để ý mấy như có loa nét ray. Đây, gân bút của nó là còn nguyên hết nha. Những cái đời sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đa số gân bút nó ít khi bị mục, trừ khi chúng ta bị cắn hay là bị đâm vào. Đây là cái lưới của nó đây quý vị. Cái lưới của nó cũng có cái con tem Boss này. Đây, hai cái lưới còn hết nha. Này, dòng này chúng ta cũng vừa nghe nhạc vừa karaoke. Hai loa track, một loa bass 20. Với mức giá Vy đang bán là 6 triệu đồng nha quý vị, 6 triệu. Vậy là hôm nay Vy có hai cặp loa vừa nghe nhạc vừa karaoke với mức giá bình dân. Nếu như ai thích dòng loa Nhật thì BMB, còn thích loa Mỹ thì loa Bose 301 series 5. Vy đóng thiếu lại coi. Nói chung là về cái kích thước của nó thì không quá lớn. Dòng loa Bose 301 series 3 hôm bữa Vy bán thì cái kiểu nó khác nhưng mà cũng không phải lớn quá. Đo coi thử nó có chiều rộng là bao nhiêu để xem nhà. À, quý vị có ai mà để trên cái giá cái kệ sách xem. Loa BMB này nó có chiều rộng là 34,5 nha quý vị. Còn loa Bose 301 series 5 này nó có chiều rộng là 36,5. Nói chung là cách nhau 2 cm thôi. Rồi xong rồi nha. Nói chung là loa ba riêng tuyệt đối cho quý vị nha. Còn cái loa này thì chúng không có mở cái lưới này ra, cái lưới này bằng sắt nên chúng ta phải mở cái bốn con ốc này nên Vy không có mở. Cặp loa này phải gọi là cái, nói chung là cái đời hai em của cái dòng BMB karaoke này quý vị ạ. À, nó là dòng đời cao đó. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta tới một cặp loa, hai cặp loa Mỹ nữa. Cặp loa cột đây, cặp loa cột nhìn vào thì rất giống với AR nhưng mà không phải. Đây là cặp loa đến từ hãng Van Der Tin nha quý vị. Van Der Tin 1, Van Der Tin 1 quý vị ạ. À, model 1 hiện tại thì nó còn, Vy thấy nó còn đang ra Van Der Tin 1 CE thì cái dòng nói chung là y chang. Vy thấy về cái loa, về cái cấu trúc này nó giống cái đời. Bị nghĩ là nó dòng cải tiến lên, cái dòng nó sản xuất, đang sản xuất, đang hiện tại đang còn bán. Thì cái dòng này nó có chiều cao là 92 cm. Nó có một loa bass 20 và một loa trep đơm nha quý vị. Mà chúng ta muốn thấy được á thì phải bắt váy cái loa này lên. Nhưng mà trong video này Vy sẽ không bắt váy. Nói chung là loa này còn bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Cái viền của nó bằng cao su, nó cũng còn nguyên cái số luôn. Trở kháng của nó là 9, trở kháng của nó từ 6 tới 8 ohm. Độ nhạy của nó là 90 dB nha quý vị. Nó có lỗ thông hơi luôn. Và nó phía sau nó có thêm một cái nút chỉnh loa track. Công suất của nó là, công suất tối đa của nó là 200W. Nhưng mà cái dòng này chúng ta chỉ để nghe nhạc thôi nha quý vị, chúng ta không có karaoke nha. Trạm gắn loa thì Vy mới quay hồi nãy là trạm gắn loa bằng đồng, mới quay phía sau cho quý vị xem. Và cái cặp loa này Van Der Tin Model 1 thì Vy bán mức giá là 12.500.000. Và Vy bao riêng hết cho quý vị, nếu như ai tới nhà xem thì Vy sẽ mở mở cái máy này ra để cho quý vị nhìn bên trong. Và Vy chắc chắn Vy sẽ có, Vy làm một cái video Vy mở máy ra để cho quý vị cùng nhìn bên trong. Nó có hai loa, một loa bass 20 và một loa trep đơm. Nó không khác gì cái dòng model mà một CE nhưng quý vị không khác gì.
Rồi và tiếp theo là một cặp loa đến từ hãng JBL, một cặp loa Bookshelf. Bookshelf này cũng không quá nhỏ. Và dòng JBL này nó có một loa bass và một loa treble. Để bi đo xem coi nha. Quý vị bi đo xem quay thì quý vị cũng nhìn thấy cái model của nó rồi. Model của dòng này là dòng trong phòng thu, trong phòng kiểm âm, dùng để kiểm âm nè. Model của nó là FM. FM thì viết tắt qua chữ. Hôm bữa có một bạn nào tranh cãi với Bi của cái dòng Infinity. Infinity nó cũng có rất nhiều cái model kiểm âm như quý vị. Nhưng mà nếu như xét theo chữ viết, sắp xếp theo tiếng Anh theo danh động từ thì chúng ta phải viết là FM, mà bạn đó bảo với Bi là MS. Rồi bảo tùm lum tà la gì quá trời, nhưng mà thôi kệ đi. Nói chung là không biết thì chúng ta học, nhiều lúc Bi cũng không biết, nhưng mà Bi học, học thì sẽ biết thôi quý vị ạ. Cái dòng là Studio Monitor, hoặc chúng ta không đọc Studio Monitor, chúng ta đọc SM4408 cũng được, chả làm sao hết nha quý vị. Đây là dòng JBL SM4408. Đi ra xem nha, dòng này thùng gỗ lạc. Dòng này nó có chiều sâu là 28,5, chiều rộng là 30 nè, và chiều cao là 44. Để đi xem cái loa bass thử nó có cái chiều cao, à, chiều rộng là bao nhiêu đây. Nói chung là chúng ta tính tràn viền là 22 nha quý vị. Tính luôn ra cái vòng này, còn trong vòng này là 20 nha quý vị ạ. Nó có lỗ thông hơi đây. Nói chung là loa còn tương đối đúng không quý vị? Nói chung là cái thùng gỗ này, cái gỗ lạ này, những cái dòng này. Wow, cái dòng này nghe nhạc rất là hay. Để Bi quay phía sau, ra phía sau này, Bi quay ra quý vị xem nha. Nói chung là thông số rồi, nó để hết phía trước rồi. Đây phía sau nó có thêm cái nút chỉnh của loa treble nữa nè. Wow, rất là nặng luôn. Dòng bút xeo nhưng màu rất là nặng. Đây là trạm gắn loa của nó đó quý vị. Và dòng này tất nhiên là dòng loa Mỹ, người ta gọi là Mỹ nòi, được sản xuất tại Mỹ nên người ta gọi là Mỹ nòi nha quý vị. Lưới dây cam của nó còn đầy đủ nha. Đây là cái lưới của dòng SM4408 của hãng JBL. Lưới của nó là lưới màu xanh, không bằng nhựa nè. Ai mà không thích màu xanh, chuyển qua màu đen cũng được, tùy quý vị thôi, không sao quý vị nha. Rồi, và cặp loa này ai hôm bữa dặn Bi đang tìm những cái dòng loa Bookshelf của hãng JBL này, thì bây giờ cặp loa này rất là xứng đáng để chúng ta tạo về nhà nghe nhạc. Quý vị nhớ nhá, nghe nhạc thôi nha. Với mức giá Bi bán là 9 triệu đồng cho một đôi loa Bookshelf đến từ hãng JBL, dòng loa Mỹ nòi. Quý vị nhớ hết giá chưa? Bây giờ Bi sẽ nhắc lại một lần nữa để cho quý vị cùng nhớ giá nha quý vị. À, xin lỗi quý vị, Bi còn bỏ sót một cái cục bao nha quý vị, rất là tội bạn ấy. Cặp bao này đến từ hãng Yamaha. Đây, cặp loa Yamaha với model là B2001 nha quý vị. Cặp loa này nói chung, à quên, cái bao này chắc nó cũng dùng bao này rất là nặng rồi. Wow, quên mất, sử dụng nguồn điện trăng vô nha quý vị. Và ở đây nó có hai cái chuẩn volume cho từng kênh nè quý vị, từng loa này quý vị. Nên là không có rề thì chúng ta vẫn chơi trực tiếp qua cái bao Yamaha này được luôn. Và cái bao Yamaha này công suất tiêu thụ của nó là 200 bao nhiêu nhỉ? 230W nha quý vị. 230W, và nó đánh được loa từ 4 tới 16 ohm, và nó đẩy được một cặp loa thôi nha, không có hai cặp loa.
Và Bi nghĩ nếu như cái bâu này chúng ta dùng để ghép với cặp loa này thêm một cái sub nữa karaoke thì quá ư là tuyệt vời. Chắc là Bi sẽ hôm nào Bi sẽ lấy cục đẩy này, cho đẩy cặp loa, một trong hai cặp loa này Bi sẽ đẩy một cái, Bi sẽ hát karaoke để xem coi như thế nào, có hay hay không. Và cái bâu này đáng bao nhiêu nhỉ? Cái bâu này chúng ta quý vị không biết, 5.500.000, 5.500.000 nha quý vị. Đi xem coi. À, và cái bâu này là Bi thấy nó có cổng balance luôn quý vị nhá, có cổng balance luôn, đánh một cặp loa nè. Vậy thôi, nó được sản xuất tại Nhật Bản, sử dụng nguồn điện 100V, 5.500.000 một cục bao, vừa có thể karaoke vừa có thể nghe nhạc luôn. Ai thích thì nhớ liên hệ bạn Bi, và bây giờ Bi nhắc một leo lại luôn để cho ai thích món nào thì Bi gạo món đó liền nha. Cặp loa cột Vanity Model 1 là Bi bán mức giá là 12.500.000. Cặp loa Rebiller FM4408 Bi bán mức giá là 9 triệu đồng. Và cặp loa đến từ hãng BMB CS210 Bi bán mức giá là 5.200.000. Và cuối cùng là cặp loa Bose 301 Series 5 Bi bán mức giá là 6 triệu đồng. Đúng quý vị, chắc sai món nào quý vị nhớ nhắc Bi lại nha, nhớ comment dưới bài đăng giúp Bi. Và bây giờ Bi xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video clip tiếp theo.